Chào mừng các bạn với chương trình Yoga và Phụ Nữ. Tôi tên là Mỹ Hà. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cùng với các động sự của tôi: My, An và Yến. Chúng ta bắt đầu bài tập ngày hôm nay với phần thư giãn. Nào mời các bạn nằm xuống, mở rộng hai chân ra, hai vai, tay của mình thả lỏng. Mở một góc 45 độ so với người, cái ngón tay hơi khép nhẹ lại. Bây giờ thả lỏng vai, lưng thả lỏng, gương mặt thả lỏng ra. Nào hít vào sâu, bụng căng lên, cảm nhận không khí đi vào đầy phổi đi qua mũi của mình. Thở ra từ từ, bụng xẹp xuống, không khí đi ra qua mũi. Hít vào một hơi sâu, cảm nhận đầy năng lượng. Thở ra chậm, hít vào, tâm trí thả lỏng, cơ thể thả lỏng. Thở ra, tinh thần thả lỏng. Hít một hơi sâu, thở ra chậm, nhẹ nhàng. Nào bây giờ hai chân khép lại, hai tay đưa cao qua khỏi đầu và duỗi dài người ra, kéo duỗi ngón tay, ngón chân và cột sống kéo dài ra. Thở ra hạ tay xuôi thân. Bây giờ chúng ta ngồi dậy. Xếp bằng lại và giữ lưng thẳng. Nhắm mắt lại, chuẩn bị cho bài tập thở. Hít vào sâu, qua mũi, bụng căng lên. Thở ra chậm, bụng xẹp xuống. Hít vào sâu, thở ra chậm. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập thở mạnh, thở hắt ra. Với bài tập này, chúng ta nhớ là dùng bụng của mình khi thở ra thật mạnh, hớp bụng chặt lại để mình tống hơi ra ngoài và không cố gắng hít vào, chỉ thả lỏng nhẹ nhàng, tự động hơi thở sẽ đi vào và đi theo nhịp đếm. Chúng ta sẽ làm hai vòng như vậy, mỗi lần 20 nhịp. Nào bắt đầu hít vào sâu. Thở ra chậm rất tốt. Hít vào chuẩn bị cho vòng đầu tiên. Và bắt đầu thở. 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 Thở, 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 thở. Hít vào sâu và thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Hít vào đầy phổi của mình và nín thở. Gương mặt thả lỏng ra, hàm lưỡi thả lỏng. Các bạn có thể nhắm mắt thì mình sẽ cảm thấy việc nín thở dễ dàng hơn. Cảm nhận nguồn năng lượng chuyển động bên trong cơ thể của mình. Bài tập thở mạnh này sẽ giúp cho bạn có nhiều năng lượng, làm tác động mạnh tới hệ nội tạng bên trong, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Và bài tập này nó cũng sẽ giúp mình làm sạch phổi và tất cả hệ thống hô hấp của mình được làm sạch bằng cách mình thở mạnh. Nào từ từ thở ra nhẹ nhàng. Hít vào sâu. Thở ra chậm. Hít vào. Thở ra. Các bạn nhớ lưu ý là mình không gồng vai ở trong tư thế này. Thả lỏng ra chỉ có phần bụng của mình là đang chuyển động thôi. Nào chuẩn bị hít vào cho vòng thứ hai. Và bắt đầu thở. Thở, 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 thở,
thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, thở, nào thở ra nhẹ nhàng, thở hết ra ngoài, tống sạch mọi cái hơi thở đi ra ngoài. Hít vào sâu, thở ra chậm. Cảm nhận hơi thở của mình nó trở nên dài hơn và sâu hơn. Hít vào và nín thở, rất là tốt. Giữ như vậy, nào thẳng lưng lên, chỉnh cho hai vai của mình cân bằng lại. Gương mặt thả lỏng và hàm lưỡi thả lỏng ra. Cảm nhận nội tạng của mình được massage và mình có một cái hơi nóng chuyển động, lan tỏa từ vùng bụng của mình đi khắp cơ thể. Đó chính là cái tác dụng của bài tập này. Và bài tập nó cũng giúp cho mình có tâm trí điềm tĩnh, trở nên rõ ràng và sáng suốt hơn. Nào thở ra nhẹ nhàng, hít vào sâu, thở ra chậm. Chúng ta đi vào bài tập thở thứ hai. Bài tập thở luân phiên qua mũi. Bàn tay phải, con ngón trỏ và ngón giữa vào lòng bàn tay. Bàn tay trái mình đặt ở trên gối. Hít vào qua hai mũi. Thở ra chậm rãi. Nào lấy tay phải lên che mũi phải lại. Hít vào 1, 2, 3, 4. Nín thở, che cả hai mũi lại. Nào thả lỏng vai và cánh tay. Gương mặt thả lỏng. Chúng ta sẽ giữ trong vòng 16 nhịp đếm. Thở ra qua mũi bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít vào 4. 1, 2, 3, 4. Nín thở, che cả hai mũi lại. Các bạn có thể nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể của mình, cảm nhận năng lượng chuyển động bên trong cơ thể, cảm nhận lưng của mình thẳng hơn, hai vai được thả lỏng. Thở ra qua mũi bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít vào 4. 1, 2, 3, 4. Nín thở. Bài tập này sẽ giúp cho mình cân bằng hai luồng không khí đi vào qua hai cánh mũi của mình, giúp mình tinh thần được cân bằng và khoang mũi của mình được thông suốt, hơi thở trở nên dài hơn và sâu hơn. Nào thở ra bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít vào 1, 2, 3, 4. Nín thở. Khuỷu tay của mình thả lỏng, hơi khép khuỷu tay về ngực. Hai vai chỉnh cân bằng lại. Thở qua mũi bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít vào 1, 2, 3, 4 và nín thở. Đây là lần nín thở cuối cùng. Giữ lưng thẳng lên. Khi lưng của mình thẳng, cột sống thẳng sẽ giúp cho hơi thở của mình trở nên dễ dàng hơn. Mở rộng lồng ngực, phổi của mình được mở rộng ra tối đa hơn. Thở ra qua bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ từ hạ tay xuống gối của mình. Rất tốt, bây giờ hít vào sâu qua cả hai cánh mũi. Hít vào và thở ra, cảm nhận khoang mũi của mình thông suốt. Hít vào sâu, cảm nhận là một luồng không khí tươi mới. Thở ra, tống ra ngoài hết những khí cặn còn lại dưới đáy phổi. Hít vào,
thở ra. Nào hít vào, thở ra. Tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh hơn. Nào bây giờ các bạn duỗi chân ra và nằm xuống thư giãn. Vai thả lỏng. Bây giờ hãy cảm nhận hiệu quả của bài tập vừa rồi. Hít thở sâu và nhẹ nhàng. Khi tập trung vào hơi thở, các bạn cảm nhận được niềm vui, sự bình an và điềm tĩnh. Nào hai chân khép lại, hai tay đưa cao qua đầu, duỗi dài người ra, kéo dài cột sống và ngón tay, ngón chân. Thở ra hạ tay xuôi thân. Bây giờ mình nghiêng người sang bên phải và ngồi dậy. Chúng ta đứng dậy chuẩn bị cho bài tập khởi động chào mặt trời. Hai chân khép lại đầu thảm, vai thả lỏng, kéo cao cột sống. Nào hít vào một hơi sâu, chuẩn bị cho vòng đầu tiên. Thở ra tay chắp trước ngực. Hít vào tay vươn lên cao, kéo cao cột sống, uống ra sâu. Thở ra vươn người dài về phía trước, gập xuống. Hít vào, bước chân phải ra sâu, hạ đầu gối duỗi mũi chân phải. Nín thở, bước chân còn lại ra sâu. Thở ra hạ đầu gối, ngực, trán xuống sàn. Hít vào uốn cong lưng, rắn hổ mang, xệ vai và khép khuỷu tay lại. Thở ra, đẩy mông lên cao, nhấn gót của mình ra sâu, tư thế chữ V ngược. Hít vào, bước chân phải lên giữa hai tay. Thở ra, bước chân còn lại lên. Hít vào, tay vươn lên cao, duỗi ra sâu. Thở ra, thả lỏng tay xuôi thân. Bên trái hít vào, thở ra tay chắp trước ngực. Hít vào, tay vươn lên cao, cảm nhận duỗi cột sống. Thở ra, vươn người dài và gập xuống hai tay cạnh chân, thả lỏng cổ và vai. Hít vào, bước chân trái ra sau, hạ gối và mũi chân. Nín thở, bước chân còn lại ra sau, cả người nằm trên một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực và trán xuống sàn. Hít vào, uốn cong lưng, rắn hổ mang, xệ vai và khép khuỷu tay lại. Thở ra, đẩy mông lên cao, nhấn gót ra sâu, chữ V ngược. Hít vào, bước chân trái lên giữa hai tay, hạ gối và duỗi mũi chân ra. Thở ra, rút chân còn lại lên. Hít vào, vươn người lên cao. Và thở ra, hạ tay xuôi thân. Vòng thứ hai, hít vào. Thở ra, tay chắp trước ngực. Hít vào, tay vươn lên cao. Thở ra, gập người xuống. Hít vào, bước chân phải ra sâu. Nín thở, bước chân còn lại ra sâu, cả người là một đường thẳng. Thở ra, hạ gối, ngực và trán xuống sàn. Hít vào, vươn người lên, rắn hổ mang. Thở ra, đẩy mông lên cao, gót nhấn ra sâu, chữ V ngược. Hít vào, bước chân phải lên giữa hai tay của mình. Thở ra, bước chân còn lại lên. Hít vào, vươn người lên cao, ra sâu, đừng quá uốn cong ở dưới thắt lưng. Và thở ra, hạ tay xuống. Bên trái hít vào, thở ra tay chắp trước ngực. Hít vào, tay vươn lên cao, cảm nhận căng duỗi phần bụng ngực của mình. Thở ra, gập người xuống, đi theo hơi thở. Hít vào, bước chân trái ra sâu. Nín thở, chân còn lại ra sâu. Thở ra, hạ gối, ngực và trán xuống. Hít vào, uốn cong lưng, rắn hổ mang. Thở ra, đẩy mông lên cao, nhấn gót ra sâu, chữ V ngược. Hít vào, bước chân trái lên giữa hai tay, duỗi mũi chân. Và thở ra, rút chân còn lại lên. Hít vào, vươn người ra xa, duỗi lưng và lên cao. Thở ra, hạ tay xuống. Tách hai chân ra, rộng bằng vai.
Hít sâu, thở chậm. Hít vào và thở ra. Bây giờ chúng ta nhón gót đưa hai tay song song trước mặt. Thở ra giữ thăng bằng và ngồi xuống. Sau đó nằm xuống thư giãn. Tay thả lỏng, chân thả lỏng ra. Hít thở sâu. Bây giờ chúng ta dùng hơi thở của mình để mình điều tiết lại nhịp thở và nhịp tim của mình. Hít vào sâu, thở ra chậm. Các bạn nhớ thở bằng bụng, chỉ có bụng của mình chuyển động thôi. Hít vào bụng căng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Hơi thở dài hơn, hít vào bụng căng lên, không khí vào đầy phổi của mình. Thở ra bụng xẹp xuống, đẩy hết không khí ra ngoài. Vai thả lỏng, lưng chân thả lỏng, gương mặt thả lỏng. Chúng ta phải hít thở như vậy một vài hơi, cho đến khi chúng ta cảm thấy hơi thở của mình trở nên điều hòa và chậm rãi lại. Nào bây giờ hai chân khép lại, hai tay đưa cao qua khỏi đầu, duỗi dài toàn thân, duỗi ra, kéo dài ngón tay, ngón chân. Thở ra, hạ tay xuôi thân, lòng bàn tay úp xuống sàn. Nào bây giờ chúng ta vào bầu khởi động chân. Hai chân khép lại. Ngón chân của mình đẩy ra phía đầu của mình và gót hướng ra xa. Hai lòng bàn tay úp xuống sàn. Nếu bạn nào mình cảm thấy phần cơ bụng của mình khỏe, chúng ta có thể đan tay lại phía sau gáy. Và lúc này toàn bộ khuỷu tay và vai của mình phải thả lỏng, chỉ tập trung vào phần bụng thôi. Nào chúng ta bắt đầu hít vào, nâng hai chân lên. 1, 2, 3, thắt lưng trên sàn, toàn bộ lưng nằm trên sàn. Thở ra hạ xuống. 1, 2, 3, không chạm sàn nếu được. Hít vào nâng hai chân lên. Vai, gương mặt thả lỏng, thở ra hạ xuống. 1, 2, 3, hít vào lên, tập trung cảm nhận cơ bụng của mình. Thở ra hạ xuống. Hít vào nâng lên. Rất tốt, thở ra hạ xuống. Vai, gương mặt thả lỏng, ngực thả lỏng. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào nâng lên. Và thở ra hạ chậm xuống theo nhịp thở của mình. Và thư giãn. Thả lỏng tay chân ra, thư giãn. Hít thở sâu. Thả lỏng cơ bụng. Thả lỏng phần thắt lưng của mình. Hai vai thả lỏng, gương mặt và hàm lưỡi thả lỏng ra. Nào bây giờ chúng ta chuẩn bị cho tư thế đầu tiên là tư thế đứng trên vai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập thêm những biến thể, và những biến thể này giúp cho phần thực tập của các bạn thêm phong phú, và nó cũng góp phần tác động đến những bộ phận khác của cơ thể. Nào hai chân khép lại, hai tay úp xuống sàn cạnh người. Hít vào nâng hai chân lên và cuộn hông lên tay đỡ lưng. Từ từ dời bàn tay của mình thấp xuống về phía gần lưng. Hai khuỷu tay khép lại. Nếu muốn điều chỉnh tư thế này cho thẳng hơn, các bạn có thể co đầu gối chạm vào trán. Hai khuỷu tay của bạn khép lại gần hơn và lần bàn tay của mình gần hơn về phía dưới vai. Bàn tay các bạn ngón tay hướng lên trên. Nào khi nào thẳng sẵn sàng, các bạn nâng chân lên lại. Rất tốt. Tùy theo sức của mình, các bạn sẽ giữ ở vị trí nào mình cảm thấy thoải mái nhất và cân bằng nhất của mình, giữ nguyên ở đó. Chúng ta hít thở sâu một vài hơi. Nhắm mắt lại nếu được, sẽ tăng cái sự cân bằng của bạn và tăng cái sự tập trung. Tư thế này tác động mạnh vào tuyến giáp,
là cái điểm nằm giữa cổ họng của mình. Tuyến giáp nó sẽ tác động mạnh ở tư thế này, và toàn bộ vùng cận tuyến giáp nó sẽ điều khiển tất cả các tuyến nội tiết của mình, áp suất ở trong máu, lượng đường trong máu đều do tuyến này tác động. Các bạn hít thở sâu. Trong tư thế này, những ai mình bị huyết áp cao, chúng ta không giữ tư thế này lâu. Nào bây giờ các bạn sẽ làm những biến thể. Từ từ mở chân rộng ra hai bên. Gót chân của mình hướng ra xa và ngón chân hướng về phía đầu. Tư thế này sẽ giúp bạn làm căng phần hông của mình, mở rộng cơ ngay đùi và cơ hông. Hít thở sâu. Nên nhớ các bạn chỉ làm những biến thể khi mình đã cảm thấy thoải mái trong tư thế căn bản, mình đã giữ vững trong tư thế căn bản. Nào hai chân khép lại. Thở ra, chúng ta kéo cả hai chân qua đầu chạm sàn, đi vào tư thế cái cày. Mình tiếp tục giữ lấy lưng cho tới khi nào ngón chân của mình có thể chạm sàn. Nếu ai ngón chân chưa chạm sàn được, bắt buộc chúng ta phải giữ lấy lưng. Rất tốt, các bạn hít thở sâu, thở chậm. Tư thế này đồng thời cũng tác động vào tuyến giáp của mình ngay giữa cổ họng, và kéo căng cái phần cơ lưng của mình ở phía dưới. Phần cơ phía dưới này khi các bạn ngồi nhiều, nó sẽ bị co lại. Bằng cái tư thế này nó kéo giãn ra, nó làm cho nhịp tim của mình chậm lại. Hay nói cách khác hơn là tim của mình được nghỉ ngơi, làm mạnh vùng cổ họng, kéo căng cái phần hông của mình. Hít thở sâu. Ngón chân của các bạn hướng về phía đầu và gót thì đẩy ra xa. Khi chưa chạm được sàn, tay lúc nào cũng phải giữ cái lưng. Nào bây giờ mở hai chân ra hai bên thành hình chữ V, càng rộng ra hai bên càng tốt. Gót các bạn có thể chạm xuống sàn nếu được. Hít thở đều. Quan trọng của các tư thế là việc các bạn thư giãn và thoải mái trong tư thế đó. Gương mặt thả lỏng ra, cổ họng thả lỏng, trọng lượng của mình dồn vào vai. Nó sẽ kích thích và giải tỏa căng thẳng của các phần cơ cứng trên vai khi các bạn làm việc nhiều. Nào bây giờ khép hai chân lại. Và từ từ chúng ta áp tay xuống sàn. Nhấn bàn tay xuống sàn và từ từ hạ từng đốt sóng một xuống. Cuộn lưng của mình hạ xuống thật chậm. Nhớ là thật chậm. Đừng bao giờ thoát ra bất ngờ trong các tư thế. Tiếp theo sâu của tư thế đứng trên vai và tư thế cái cày, các bạn nhớ luôn luôn mình phải làm tư thế con cá. Tư thế này nó giúp cho cột sống của mình trở lại cân bằng. Sau khi uốn cong về phía trước, nó sẽ giúp mình mở rộng về phía sau. Nhờ như vậy cột sống mình có sự linh hoạt, dẻo dai và luôn luôn được cân bằng. Chuẩn bị tư thế con cá, hai chân mình khép lại, lòng bàn tay úp xuống sàn, giấu hai cánh tay vào sâu bên trong. Các bạn nhớ hai khuỷu tay mình giấu thật sâu bên trong và bàn tay úp xuống sàn cạnh nhau. Nào sẵn sàng, hít vào, nhấn khuỷu tay xuống sàn, bẩy ngực lên, nâng vai lên và đỉnh đầu cuộn sâu ở bên trong, chạm đỉnh đầu nhẹ trên sàn. Rất tốt. Ở đây 90% trọng lượng của mình sẽ dồn lên khuỷu tay. Rất là nhẹ lực ở trên đỉnh đầu. Và các bạn thấy tư thế này, cảm nhận được độ cong ra phía sau của lưng. Lồng ngực của chúng ta được mở rộng, vai được mở rộng. Bình thường chúng ta ngồi nhiều, có xu hướng vai của mình bị so lại. Tư thế này giúp bạn mở ra, tăng dung tích phổi của mình, mở rộng xương sườn, mở rộng tim của mình. Nhờ vậy hít thở trở nên dễ dàng hơn, cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ thể của mình. Chân của bạn thả lỏng ra, bụng ngực thả lỏng, gương mặt thả lỏng. Nếu có thể nhắm mắt, các bạn nhắm lại, trán sẽ được thả lỏng theo. Hít vào sâu, bụng căng lên, ngực căng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống, ngực xẹp xuống. Đây là tư thế tốt nhất cho hệ hô hấp của mình, cung cấp tối đa lượng oxy đi vào trong phổi. Chúng ta giữ thêm hai hơi thở sâu nữa thôi. Hít vào,
thở ra, hít vào, thở ra. Rất tốt. Nào, thoát khỏi tư thế cũng chậm rãi và điều độ. Hít vào, nâng đầu lên. Và thở ra, mình hạ ngực xuống. Bây giờ chúng ta lấy tay ra khỏi người, bắt buộc đang tay lại phía sau đầu, khép hai khuỷu tay sát lại. Khuỷu tay mình khép lại để mình trả vai ngược lại. Nào, hít vào, nâng đầu lên, kéo cằm chạm vào ngực. Cảm nhận toàn bộ phần cổ phía sau của mình được kéo căng. Hít thở sâu. Lúc này cổ đang được trả lại, vai cũng đang được trả ngược lại, trở về cân bằng. Thở ra, từ từ hạ đầu xuống, rồi dang rộng tay chân ra và thư giãn. Hít thở sâu nhẹ nhàng. Chúng ta đi vào phần thư giãn cuối cùng. Hít vào, nâng chân phải lên, duỗi dài mũi chân ra, căng cơ đùi lại. Nào, thở ra, thả lỏng hoàn toàn. Khi thả lỏng để cho nó rớt xuống hoàn toàn, cơ bắp của mình được nghỉ ngơi. Hít vào, nâng chân trái lên, duỗi căng ra và thả ra. Hít vào, nâng mông lên cao, thả ra. Hóp bụng lại, đẩy thắt lưng của mình xuống sàn, thả ra. Hít vào, nâng ngực lên cao, thả ra. Hai tay nắm chặt lại, nhấc lên khỏi sàn, đẩy vai về phía lỗ tai, đẩy gân lại và ngược lại vai sệ xuống xa lỗ tai ra, banh ngón tay, bàn tay căng ra, thả ra. Nghiêng đầu sang phải, lỗ tai chạm sàn. Nghiêng đầu sang trái, lỗ tai chạm sàn. Đưa về lại chính diện. Cả cơ mặt của mình nhăn lại về mũi, nhăn nhúm lại, nhăn. Thả ra. Mở mắt to, há miệng rộng, kéo lưỡi dài ra, căng gương mặt, căng cổ họng. Thả ra. Điều chỉnh cơ thể lại cho thoải mái. Chúng ta đi vào phần thư giãn bằng suy nghĩ. Các bạn không chuyển động nữa, dùng suy nghĩ và lặp lại theo lời hướng dẫn. Bắt đầu từ ngón chân. Tôi thư giãn các ngón chân, bàn chân. Thư giãn đầu gối, bắp vế. Tôi thư giãn thắt lưng, cột sống, phần lưng phía trên. Tôi thư giãn bụng, ngực. Thư giãn cơ quan nội tạng, thư giãn tim, thư giãn phổi. Tôi thư giãn các ngón tay, bàn tay. Thư giãn khuỷu tay, cánh tay. Tôi thư giãn vai, cổ, gáy. Thư giãn cho các cơ trên mặt. Thư giãn da đầu, chân, tóc. Thư giãn não. Thư giãn hệ thần kinh. Nào, thư giãn tâm trí, suy nghĩ. Tâm trí tôi được thả lỏng. Toàn bộ cơ thể và tâm trí hoàn toàn thư giãn. Tôi cảm nhận sự bình an và hạnh phúc. Tôi hoàn toàn thư giãn. Cơ thể tôi nhẹ nhàng, tinh thần của tôi nhẹ nhàng. Hai chân nhúc nhích
ngón tay nhúc nhích, nghiêng gương mặt sang phải, xoay gương mặt sang trái, đưa về chính diện, hai chân khép lại, hai tay đưa cao qua đầu và duỗi dài người ra, thở ra hạ tay xuôi thân. Chúng ta nghiêng người sang một bên ngồi dậy. Xếp bằng lại, giữ cho lưng thẳng, cột sống được thẳng, hai tay đặt trên gối. Hít vào sâu, thở ra chậm. Hít vào, thở ra. Bài tập tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tập tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn, mình là ca sĩ Pha Lê. Như các bạn đã biết, công việc của một ca sĩ thì rất là bận rộn với lịch thu âm, lịch tập nhảy và rất là nhiều công việc lặt vặt khác nữa. Tuy nhiên thì để duy trì độ dẻo dai cũng như là tính linh hoạt của cơ thể thì mỗi ngày Pha Lê luôn dành ra 30 phút cho môn tập yoga. Yoga là một phương thức tuyệt vời giúp bạn duy trì sự mềm dẻo cũng như là tăng cường cho sự dẻo dai của các khớp xương. Khi mà tập yoga, các bạn sẽ phải tập trung hoàn toàn cho việc tập luyện cũng như là điều tiết hơi thở cho mình, nên là mọi mối bận tâm, mọi sự lo toan hàng ngày hay là mọi những cái công việc khác nó sẽ tan biến trong suy nghĩ của bạn. Như vậy đây cũng là một cách để giải tỏa stress rất là tốt. Các bạn hãy cũng như là Pha Lê hay là các chị em phụ nữ khác, chúng ta hãy cùng tập yoga để mang lại sự mềm dẻo cho cơ thể cũng như là sẽ giải tỏa stress rất là tốt. Phụ nữ thì ai cũng muốn làm cho mình trở nên đẹp hơn, xinh hơn, tuyệt vời hơn. Và Pha Lê cũng rất là muốn chia sẻ những cái bí quyết này cho tất cả các chị em phụ nữ. Vì vậy, xin mời tất cả các bạn hãy cùng đến với chương trình Yoga và Phụ Nữ phát trên kênh HTVC Phụ Nữ.